Kính thưa đồng bào quý mến, đây là ba hình ảnh mà những anh hùng chiến sĩ trận vong yêu cầu tôi để tại nơi đây, để cho đồng bào bá tánh nhân loại đến đây học hỏi, chiêm nghiệm. Đây là hình ảnh khuôn mặt, linh hồn của những anh hùng chiến sĩ trận vong đã hiện ra tại nơi đây, trên nền trời thuộc thành phố Westminster. Và đồng thời đây là khuôn mặt cha trời Giê-xu hiện ra trước, rồi sau đó Ngài cho linh hồn của những anh hùng chiến sĩ hiện ra tại nơi đây trên nền trời. Và anh hùng chiến sĩ trận vong yêu cầu tôi để những hình ảnh này tại nơi đây, cho đồng bào bá tánh nhân loại đến đây học hỏi và sám hối gấp, bởi vì chúng ta đang đối diện với sự hủy diệt của tội ác nhân loại chúng ta gây ra. Và đương nhiên chúng ta đang đối diện với chiến tranh nguyên tử có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bởi vì tội ác nhân loại gây ra. Và chúng ta đang đối diện với sức nóng của mặt trời và sức nóng của càn khôn đang tấn công vào quả địa cầu. Và đương nhiên chỉ có cha trời Giê-xu là đứng duy nhất mới thể cứu chúng ta mà thôi. Đồng bào cần được biết khi những sức nóng đó tấn công vào quả địa cầu, hướng nào thì hướng đó sẽ bị hủy diệt. Có nghĩa rằng là có thể là ít nhất là 1/3 quả địa cầu sẽ bị hủy diệt. Chúng ta hãy tỉnh thức, học hỏi về những phép lạ này để giúp đỡ lẫn nhau, để mà chúng ta nhiều người được cứu rỗi bởi hồng ân của cha trời Giê-xu cùng hàng triệu 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 anh hùng chiến sĩ trận vong. Một lần nữa, y sư thánh giống chúng tôi tường trình tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ Freedom Park thuộc thành phố Westminster, California 92683. Hôm nay là ngày đầu năm. Tuần lễ đầu năm. Hôm nay là ngày 3 tháng 1 năm 2015 sau Thiên Chúa Giáng Sinh. Y sư thánh giống kính chào tạm biệt. Nhớ vào trang website của chúng ta facegsky.com học hỏi và sám hối gấp, và đồng thời phụ giúp tôi thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp, bởi vì chúng ta đang đối diện với sự cảnh báo sau cùng của cha trời Thượng Đế Toàn Năng. Chúng ta đang đối diện với thời kỳ tận thế đang bắt đầu xảy ra. Đây là sấm truyền của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho tất cả nhân loại. Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng phán: Ta biết có một số các con vẫn còn nghi ngờ quyền năng của ta. Ta chính đây là Thượng Đế Toàn Năng, như lời ta đã phán. Ta là Thiên Chúa Trời Giê-xu. Tất cả các con đừng luyến tiếc những gì trong quá khứ. Các con hãy sống theo những điều chỉ dạy của ta. Ta đã có sẵn phần thưởng cho các con ở nước thiên đàng. Vì ta là Thượng Đế Toàn Năng, như lời ta đã phán. Đó là sấm truyền của Đức Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng ban cho tất cả nhân loại. Dear brother and sister, today I do have one of the most important message from the Holy God to give to all humankind.
When I was 4 years old, during the day, the Holy God let an angel appear in front of me and played with me for about 10 minutes. After 10 minutes, the Holy God let the angel disappear in front of my eyes. In 1984, after 7 days and 7 nights of prayer, the Holy God came to me while I was sleeping. And this was exactly what the mighty God said. All my children, I know some of you still doubt me. I am the mighty God. I am the Holy God. I am Jesus Christ. All of you should not live for the past, but live for today and tomorrow. Do the things that I have been taught you, and I will give you more gifts than the past. And I do have gifts for you in heaven also. Because I am the mighty God, as I say. This is what exactly the Holy God told me. He said to deliver this important message to you. And after that, the Holy God touched my forehead, my body, to bless me. The next morning, I woke up and I looked at myself in the mirror, and I saw a raisin cross, the holy cross from God, gift to me. Therefore, if you stand in front of me, you will see the holy cross raisin on my forehead. For you to know this, I am telling the truth. Anyhow, summer of 2004, the Holy God came to me while I was sleeping. And again, He reminded me to deliver this important message to you. So whoever had listened to this message, please pass it on to all the brothers and sisters around the earth. Because from outside look in, the earth
is just like a house. One house, one big house. One flying boat. We must love each other. And most important is to love God with all our hearts and soul. Dear brothers and sisters around the world, if you sick and tired about your life, it doesn't matter what you have done in the past. And now, all you have to do is just open your heart and repent, asking the Holy God, Jesus Christ, to lead your life forever. Then you will be fine. You will be peaceful. Because the Holy God, Jesus Christ, will always love you. Thank you.